Kính thưa quý khán thính giả, ngày hôm qua vào lúc 10 giờ 30 sáng giờ Hà Nội, luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động cho dân chủ đa đảng trong nước, đã bị một số người làm mặt quấy nhiễu toàn tấn công anh tại nhà riêng của anh tại Hà Nội. Đối với luật sư Nguyễn Văn Đài và đối với những người hoạt động trong nước, đây không phải lần đầu tiên mà họ phải đối diện với những loại khủng bố như thế. Như cách đây vài hôm, blogger Huỳnh Công Thuận cũng đã bị một trường hợp quấy nhiễu tương tự. Chương trình Nhân vật và sự kiện hôm nay Xin mời quý khán thính giả theo dõi cuộc tiếp xúc của chúng tôi với luật sư Nguyễn Văn Đài từ nhà riêng của anh tại Hà Nội, Việt Nam. Xin chào anh Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội. Vâng, xin chào anh Nguyễn tuấn Đài của Đài ESPN Canada. Thưa thưa anh, thưa anh Đài thế này là chúng tôi vừa được biết là ngày hôm qua vào lúc 10 giờ 30 sáng thì xảy ra một số những cái việc phiền phức đến cái căn hộ mà nơi anh đang ở đó. Xin anh cho biết thêm về những cái chi tiết này. Vâng, thì vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay ấy, trong khi tôi đang ngồi tại nhà xem TV thì lúc đó lại cười nhà tôi để mở bình thường tôi đóng thì có một người thanh niên lạ mặt họ đến họ hỏi là, đây có phải nhà của đài không thì thực hiện ở có khi vừa thấy có xong lập tức thì anh ta tiến hành chửi bới và anh ta nói rằng là tôi đã rủ rỗ người em của anh ta đi tham gia hoạt động và anh ta đe dọa sẽ đốt căn hộ của tôi cũng như là có thể tiến hành tấn công vũ lực vào tôi cũng như gia đình thì tôi thấy tình trạng rất là nguy hiểm và tôi lao đến nhanh chóng đóng cửa và chốt khóa lại thì khi mà bị khóa cửa như vậy thì anh ta đứng bên ngoài và anh ta dùng tay chân đấm vào cửa và sau đó anh ta bỏ đi thì tôi thấy anh ta đi rồi thì tôi mở cửa ra thì tôi nhìn xuống dưới sân của khu tập thể nhà tôi đang ở tầng 3 nhìn hôm đó thì thấy hai thanh niên đang đứng đó và quay đầu lên phía căn hộ của tôi và họ lớn tiếng họ chửi thì tôi nói là các anh có việc gì em của anh tên là gì và ở đâu Tôi hoàn toàn không có cái mối quan hệ gì với những người em của anh cả. Thế thì họ không có trả lời và một thanh niên thì họ cầm gạch ở dưới sân và họ vẫy thanh niên kia và hai người tiếp tục lao lên căn hộ tầng 3 của tôi. Thì tôi thấy tình trạng hết sức là nguy hiểm rồi thì tôi uh, trở lại nhà và đóng kín cửa lại. Thì họ không thể đột nhập được vào căn hộ của tôi thì họ đứng bên ngoài, họ la hét và họ uh, dùng tay chân đấm vào cửa. Thì khi mà một cây miếng ván gỗ của cánh cửa bị bung ra thì họ uh, thấy rằng là họ đạt mục đích và họ uh, tháo chạy. Uh, sau đó thì uh, vợ chồng tôi đến cơ quan công an địa phương đó, của phường Mỹ Khoa đó, để yêu cầu họ tiến hành uh, điều tra về những cái kẻ lạ mặt đã tấn công vào căn hộ của tôi một cách trái pháp luật. Thì họ cũng đã cử công an đến đo đạc, chụp ảnh hiện trường uh, và chúng tôi có làm tường trình gửi cho họ. Nhưng mà như quý vị đã biết, đó, cái việc mà trông chờ vào việc công an điều tra để tìm ra thủ phạm thì rất là khó khăn bởi vì cũng vào dịp vào tháng 5 năm 2014 đó tôi đã bị côn đồ tấn công đánh vỡ đầu. nhưng mà tôi cũng đã trình báo công an nhưng mà trong suốt gần một năm vừa qua thì họ không có tìm thấy thủ phạm đâu cả và cái cái cái, cái sự việc đó đã rơi vào quên lãng. Vâng thì chắc chắn là những cái sự việc này nó không phải là trường hợp cá biệt đối với lại trường hợp của anh cũng như là những người những người đang hoạt động cho một cái đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn trong tương lai ở trong nước. Thì à chắc chắn là những sự việc này nó có uh, cái kết quả từ những các hoạt động của hội thanh niên dân chủ mà anh là một trong những người đang chủ sướng uh, nhân tiện đây xin anh cũng cho biết qua về những cái phiền phức khác mà nó đã từng xảy ra đối với lại các cái hoạt động của hội anh em dân chủ ở trong nước vâng thì chúng ta đều biết là những người về hoạt động uh, dân chủ nhân quyền Việt Nam á, thì thường rất là yếu với ngoại ngữ, đặc biệt là các bạn trẻ cho nên là hội anh em Dân chủ đã có một cái văn phòng riêng và tổ chức uh, các cái lớp học tiếng Anh miễn phí cho các thành viên của hội cũng như là các uh, em sinh viên mà họ đang quan tâm đến tình hình đấu tranh dân chủ ở trong nước. Thì lớp học tiếng Anh này đã được mở được khoảng gần 2 tháng nay rồi. Thì có hai lớp, một cái lớp buổi tối và một lớp buổi sáng. Thế thì cơ quan an ninh gần đây họ theo dõi rất là chặt chẽ. Và ngày 27 vừa qua á, thì họ đã cho an ninh đứng ngay tại cửa ra vào cái, cái cái nơi lớp học diễn ra và cứ mỗi học viên sau khi mà kết thúc đi ra khỏi cửa thì bị họ uh, dí camera camera vào mặt họ quay phim ừ. uh, rồi họ chụp hình uh, ngay ngày hôm sau thì họ đã yêu cầu ban uh, giám hiệu của các trường đại học nơi có sinh viên tham gia lớp học tiếng Anh đó gọi các sinh viên này lên uh, đe dọa là không cho phép được tham gia lớp học tiếng Anh như vậy uh, rồi thì một uh, số sinh viên thì được gọi điện thoại trực tiếp nói là không nên tham gia lớp học như thế rồi có một gia đình một em sinh viên thì uh, bị uh, cực an ninh triệu tập đến ủy ban nhân dân xã để đe dọa và ngăn cản không cho tham gia thì uh, rồi cô giáo cơ của học tiếng anh là cô lê thu hà ấy, thì ngay buổi sáng hôm nay ấy, khi cô ra khỏi cổng để đi um, ăn sáng ấy, thì cũng bị an ninh chặn lại nói là sẽ giam lỏng cô tại văn phòng cho tới hết ngày chủ nhật tới đây uh, vì họ không có nói lý do gì cả họ chỉ nói đây là lệnh của cấp trên thì ngoài các việc họ tấn công trực tiếp vào căn hộ của tôi ấy, thì trong thời gian vài ngày vừa qua thì uh, các lớp học của hội nhà văn chủ rồi một số thành viên đã bị sách nhiễu một cách rất là khắc nghiệt. Vâng, thì tất cả những cái trường hợp như vậy đó nó xảy ra đó, uh, theo như tôi cũng được biết đó là cách đây khoảng một hai ngày thôi, blogger Huỳnh Công Thuận đó cũng đã bị uh, tấn công sách nhiễu và tất cả những điều này nó nói lên cái cái sự gia tăng mà sách nhiễu những người mà hoạt động cũng như là những người quan tâm đến tình hình ở trong nước thì anh nhận xét về cái điều này như thế nào thưa anh? Vâng, thì chúng tôi đã nhận định cái tình hình này từ hồi đầu năm ngoái rồi, tức là khi mà chúng tôi phát hiện ra rằng là chính quyền đã giảm bớt cái việc bắt giam giữ rồi cầm tù những người đấu tranh trong nước thì chắc chắn họ sẽ phải chuyển sang một cái hình thức đàn áp kiểu mới, đó là họ sử dụng vũ lực. Ờ, bằng các hình thức khác nhau có thể là những người nhân viên công an an ninh họ trực tiếp ra tay hoặc là có thể họ cho những người giả danh những cái đám lưu manh côn đồ xã hội đen dùng bạo lực để tấn công vào những người hoạt động nhân quyền thì ngay trong năm 2014 bốn thì đã có rất bản thân tôi bị một lần rồi anh Nguyễn Bắc chuyển bị tấn công ba lần anh Trương Minh Đức cũng bị hai uh, lần rồi chị Trần Thu Hà và gần đây nhất là anh Huỳnh Công Thuận rồi đến hôm nay là bản thân tôi thì rõ ràng là cái 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 việc mà chính quyền sử dụng bạo lực hay là họ Uh, tấn công để nhằm uh, tiếp tục gây ra cái sự sợ hãi làm cho người dân không dám uh, vượt qua cái sự sợ hãi đó để tham gia cùng với những người đang đấu tranh dân chủ uh, để thì mục đích của họ là cái duy trì cái quyền lực tuyệt đối của họ ở trên đất nước Việt Nam này thôi. Uh, đấy thì uh, nhưng mà chúng tôi cũng có nhận thức điều đó thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng không bao giờ mình sợ hãi bởi cường quyền và bạo lực cả mà chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi toàn thể 90 triệu thì Việt Nam được hưởng các quyền tự do dân chủ và cái nhân quyền là tôn trọng thì lúc đó chúng tôi mới mới không đấu tranh nữa. Vâng thưa anh thì đứng về cái góc độ của những người đang hoạt động trong nước như anh và những anh em hoạt động khác thì cái sự đe dọa và cái sự quấy nhiễu này nó có làm cho anh em dĩ nhiên là rất là phiền phức đến đời sống cá nhân của mình. Tuy nhiên vâng. anh em có cảm thấy bị nó ảnh hưởng nhiều đến cái các hoạt động của mình hay không thưa anh? Vâng nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều anh bởi vì những cái như là lớp học ấy thì rất nhiều anh chị em thì cũng bị cản trở rất là nhiều bản thân thì các uh, anh chị em thì đã được thử thách rèn luyện rất là nhiều rồi nhưng uh, bố mẹ rồi anh chị em cũng bị tác động uh, thế cho nên rồi là bản thân những gia đình hàng xóm nơi tôi cư trú hay là cái nơi mà chúng tôi đặt cái văn phòng và lớp tôi anh thì những hàng xóm họ cũng uh, rất là khó chịu khi mà bị an ninh cứ hàng ngày uh, họ đi đi lại lại rồi họ ngồi canh gác đó thì tạo ra một cái cảm giác như lúc nào cũng sắp có chiến tranh xảy ra nên là họ, họ rất là khó chịu những cái chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi cũng đã xác định trước là những cái tình cảnh đấy nó phải xảy ra đến đối với mình. Và chúng tôi cũng đã có chuẩn bị tâm lý để mình có thể vượt qua được những cái giai đoạn, những cái hoàn cảnh khó khăn như này rồi. Ngoài các chuyện uh, chuẩn bị tâm lý, uh, dĩ nhiên là anh em đã chấp nhận uh, đi vào một con đường đấu tranh cho một nước Việt Nam như thế này thì anh em cũng hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên uh, cụ thể hơn, đó, thì các anh em ở trong nước và cụ thể là anh em ở trong phong trào ở trong cái hội anh nhân dân chủ đó đã có cái có cái phản họ phản ứng gì trong những cái sự kiện này đối với chính quyền Việt Nam? chẳng hạn như là các anh có gửi đơn hay là à, gửi đơn kiện hay là trình báo những cái chuyện này không và kết quả nó có đi đến đâu không anh? Vâng thì bản thân tôi thì cả hai cái vụ tấn công vào tháng 5 năm 2014 và cái vụ tấn công vừa rồi, rồi thì tôi đều trình báo đối với công an địa phương họ hứa là họ sẽ điều tra để tìm ra thủ phạm nhưng mà cho đến tận cái vụ đầu tiên đến nay gần một năm thì chưa có tìm ra và cái vụ mới nhất sáng ngày hôm nay thì họ cũng làm hồ sơ rất là hoàn chỉnh và đầy đủ nhưng mà cũng hy cho rằng là kết quả cũng chẳng đi đâu cả thì ngoài cái biện pháp mà chúng tôi trình báo với chính quyền địa phương để yêu cầu cái họ phải thể hiện cái trách nhiệm của họ đối với những người dân ở trong khu vực thì chúng tôi cũng đã thông báo đến tất cả các cơ quan ngoại giao quốc tế tại hà nội và họ đã phản ứng rất là tích cực thì các cơ quan ngoại giao thì họ đều sẵn sàng đến thăm gia đình cũng như là sẵn sàng gặp mặt để trao đổi về các vấn đề có liên quan và họ cũng đang bàn thảo với nhau để làm sao có uh, các sứ quán cùng có cái tiếng nói đối với chính phủ Việt Nam để ngăn chặn cái tình trạng bạo lực xảy ra đối với những người hoạt động dân chủ và nhân quyền trong thời gian vừa qua và đồng thời thì chúng tôi cũng gửi những cái thông tin này lên các cái trang mạng của người Việt ở trong ngoài nước cũng như là cộng đồng quốc tế để làm sao mọi người đều biết rằng là cái cái thực trạng đang diễn ra ở Việt Nam hết sức nguy hiểm cho những người hoạt động dân chủ nhân quyền và À, phải kết hợp cả với những phần uh, người đấu tranh trong nước, rồi đồng bào Việt Nam hải ngoại cùng với các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và chính phủ nước Thì chúng ta có thể mới gây áp lực được một cách mạnh mẽ lên nhà cầm quyền để nhằm ngăn chặn những cái hành động của họ dùng bạo lực đối với những hoạt động nhân quyền trong tương lai. Vâng, à, thưa anh như anh cũng biết là qua các cái báo cáo gần đây của tổ chức uh, Human Rights Watch cũng như là các cái uh, bài báo và những cái thông tin từ trên từ các cái hãng tin ở nước ngoài cũng như là các nhận xét của các cái nhà ngoại giao nước ngoài thì họ cũng đều nhìn nhận đến một cái sự sự gia tăng đáng kể của những cái trường hợp mà chính quyền trong nước sử dụng côn công an mà bên này tiếng anh gọi là thất để mà tấn công vào những cái những cái nhà hoạt động trong nước và các trường hợp này nó đang đang gia tăng một cách đáng kể trong những cái năm tháng gần đây thì trong cái không khí đó, đó chúng tôi là những người làm truyền thông ở nước ngoài cũng hết sức là quan tâm và cố gắng đưa tin càng nhanh càng tốt phối hợp với lại các cái mạng xã hội để cho dư luận ở bên ngoài cũng hiểu được những cái khó khăn và cũng hiểu được những cái đòn ngón của chính quyền của chính quyền ở trong nước đang, đang 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 đối xử với lại những người những nhà hoạt động ở trong phía bên trong đó như thế nào thưa anh chúng tôi tin rằng là những cái thông tin cũng như là những cái hoạt động của quý anh ở trong nước sẽ chắc chắn sẽ mang lại những cái tương lai tốt đẹp cho nước việt nam trong một ngày không xa và cái sự dũng cảm của các anh trong cái chuyện mà phải đối diện với những cái phiền phức hàng ngày như thế thì rất là đáng được trân trọng à, thay mặt cho sptn xin cảm ơn luật sư nguyễn đài và chúng tôi xin chúc các cái hoạt động của Hội anh em dân chủ luôn luôn được nhiều thành công và khi nào có những cái uh, sự kiện gì xảy ra Thì chúng tôi luôn luôn ở bên cạnh quý anh Để mà đưa thông tin chính xác Và kịp thời đến tất cả cái công chúng ở nước ngoài uh, Xin cảm ơn luật sư nguyên Đại Vâng, uh, xin cảm ơn Minh Vũ Tuấn cùng uh, uh, Quý lãnh đạo của Đài SPTN Canada Và xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe cái buổi trò chuyện của chúng tôi ạ Vâng, xin cảm ơn anh uh, Kính thưa quý khán giả, chương trình nhân vật sự kiện Của SPTN từ uh, phòng thu tại Toronto uh, Hôm nay uh, vừa mới uh, thực hiện cuộc nói chuyện trực tiếp với anh luật sư Nguyễn Văn Đài là một trong những người lãnh đạo của hội anh em dân chủ ở trong nước à, như như nội dung chúng tôi vừa nói chuyện với với anh Văn Đài tại nhà riêng của anh tại Hà Nội à, hẹn gặp lại quý khán giả trong một chương trình kỳ tới.